Vâng, xin kính chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với sửa chữa ngựa cao cấp chúng tôi. Và lời đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khách hàng đang xem video này. Và ngày hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2020. Thì sửa bên em cũng vừa mới quét lót xong, là một bộ sản phẩm chiếu ngựa nguyên khối này, rất là đẹp. Và cái bộ sản phẩm này của bên em là chưa có chủ, mới hoàn thiện xong là chỉ để ra đây thôi, hiện tại là cũng chưa có chủ. Và cái bộ sản phẩm này có kích thước là dài là 2m77 và chiều rộng là 2m4, thì tức là 2 tấm một chiếu, tức là một tấm của nó là rộng là 1m2. Và độ dày của bên em làm dày là 15 phân, dày là 15 phân, thiết kế theo kiểu như là chân bễ cổ hồi xưa, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và em xin công khai luôn cái giá của bộ sản phẩm này là 54 triệu đồng một bộ. Đấy, rất là đẹp. Và chất liệu là gỗ đinh hương nguyên khối. Đinh hương thì là một cái loại gỗ rất là quý của bên Nam Phi. Đấy, và cái gỗ đinh hương này thì xẻ ra mùi thơm, hay mùi rất là thơm. Mùi rất là thơm. Và khi những quá trình bên em là tẩm sấy cũng như là gông đầu để chống sự lứt lát sau này, thì nó sẽ hoàn thiện lên một bộ sản phẩm rất là đẹp. Và em sẽ quay cho khách hàng có thể tham khảo vân cũng như là ướm thử vào không gian nhà mình, xem vừa vặn, xem vừa hay không. Rất là đẹp, cứ hàng xem, rất là tuyệt vời. Và cái bộ sản phẩm này của bên em thì em được tuyển chọn nó là tấm rìa. Đấy, tấm rìa chứ không phải là lõi. Hàng này bên em làm là hàng tấm rìa, không phải là lõi. Đấy, nên là nó rất là giá trị. Rất là giá trị. Đấy, rất là đẹp. Và em xin nhắc lại kích thước một lần nữa cho người hàng có thể xem. Là dài là 2m77 và chiều rộng hay là 2 tấm ghép lại là 2m4 và độ dày đủ dày là 15 phân. Đấy. Và bên em thì đã cũng bo viền toàn bộ. Đấy, bo viền rất là đẹp. Và quý hàng rất là lưu ý, trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều những cái hàng kiểu đóng hộp 10 triệu đồng thôi. Và những người vị khách hàng này không để ý thì cũng đã mua và cũng đã phản hồi lại bên em thì nói chung là tiền nào của đấy thôi mọi người ạ. Nếu mà mua hàng hộp thì nó cũng bền thôi, nhưng mà nó không được lâu. Đấy, nó không được lâu. Và nếu khách hàng nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với xưởng bên em qua số điện thoại là 0964 555 692. Và địa chỉ bên em tại là nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Mọi người qua đây thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Đây, rất là đẹp. Và nếu khách hàng nào mà để ý, nếu mà là hàng nguyên khối thì nó vân nó sẽ rất là đều. Đấy, từ trên xuống dưới nó sẽ lối liền. Đấy, nó sẽ lối liền, rất là lối liền luôn. Đấy, lối liền này. Đấy, vân rất là đẹp. Hai tấm rìa nha mọi người, hai tấm rìa không phải lõi. Đây, rất là đẹp. Vân là chủ yếu là vân sọc dưa là chính thôi. Đấy, và em bán cái bộ sản phẩm này là 54 triệu đồng để cho cái khách nào đam mê nguyên khối để liên hệ trực tiếp với em. Đây là lút gông đầu, cô em em khoan thủng hai đầu hai bên rồi dùng gông, dùng mé gông lại cũng như là tẩm sấy kỹ rồi, thì cái hàng dùng lâu ngày thì nó sẽ không bị vỡ ra mà cũng không bị tách ra, tránh trường hợp dùng lâu nó sẽ tách ra. Đấy, rất là đẹp. Đây là lót thôi. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người xem video thật là vui vẻ. Và cố gắng thì trong ngày dịch này thì hãy phòng bị cũng như là bảo vệ bản thân thật là tốt. Và xin chào và hẹn gặp lại.